Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống của VNTV. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và một lần nữa xin trở lại cùng quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh sẽ được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch, một tại Orange County và một tại San Diego. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh cũng là phu quân của bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái của chúng ta tại San Diego là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Thưa bác sĩ Minh, chúng ta đang bước vào mùa hè. Mùa hè có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái buổi vacation, sẽ đi ra ngoài biển chơi, phải không quý vị? Bác sĩ Minh, đặc biệt là các em trong dịp nghỉ hè thì bố mẹ hay dẫn đi ra biển để tắm biển. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ gửi đến chúng ta có một cái đề tài là tìm hiểu về nước biển. Và ngày hôm nay khi hồi nãy cô Vân Anh nói về đi tắm biển thì tôi muốn nói rằng là chúng ta ngày hôm nay nói về nước biển nhưng mà thực nó không phải là nước ngoài biển nha. Thì nhưng mà nó cũng có những cái điểm tương đồng, đó là tại sao mình sẽ nói về nước biển. Nước biển trong là y gì? Khoa, ok. Thì chúng ta ở đây chúng ta nói đến cái chuyện là nước biển để người ta truyền vào máu, tức là tiếng Mỹ gọi là IV fluid, tức là intravenous fluid, tức là quý vị thấy là người thân hay ai đó vào nhà thương bao giờ cũng là chuyện đầu tiên là truyền nước biển, hay là cấp cứu gì đó cũng thấy những cái bao nước biển treo lủng lẳng và truyền vào, tức là những cái nước biển nó trở thành là một cái dấu hiệu điển hình cho cái ngành y khoa, cho dù bất kỳ nơi đâu, cho dù là ở Mỹ, ở Việt Nam, ở đâu cũng vậy, tức là mình tới nhà thương là thấy nước biển, và có khi chúng ta vẫn thấy là ngoài chiến trường cũng có nước biển, trên xe cứu thương cũng có nước biển. Thế thì tại sao là người ta lại là đặt tên là nước biển? Và cái thứ nhì là trong đó nước biển nó có cái gì mà nó có gì đặc biệt hay không? Mà nó kỳ diệu phải không bác sĩ? Có phải có cái gì kỳ diệu đúng không? Ở đâu cũng có nước biển, và thực sự ra nước biển nó đã được sử dụng từ năm 1832, tức là cách đây cũng gần đâu đó gọi là 200 năm rồi. Thì có phải rằng là cái nước biển nó có một cái nhiệm màu gì đó và được nghiên cứu rất kỹ lưỡng hay không? Vì mình biết rồi, cũng có thể là có rất là nhiều bệnh nhân họ mệt mỏi chút xíu tới phòng mạch bác sĩ là xin truyền nước biển. Đúng cái rồi. Ở đó nó cũng có, trường hợp đó cũng có rất nhiều, nhất là ở bên Việt Nam. Tôi lên trên mạng, tôi tìm cái chữ nước biển là thấy ra là ở nước biển là họ truyền nước biển, ở Việt Nam họ truyền nước biển rất là nhiều. Họ dùng cái chữ là truyền dịch. Nhiều khi mình tưởng như là truyền dịch tả, dịch thật gì đó, phải không? Rồi, dùng cái chữ truyền dịch, có thể dịch chữ dịch đây có là nước, là truyền nước biển. Thế thì có thực sự chúng ta cần phải truyền nước biển hay không? Vì có nhiều bệnh nhân họ nói là truyền sang một bệnh nước biển thấy nó khỏe ngay, bao giờ mệt đừ một chút xíu hiếu là có truyền nước biển. Thì bây giờ để mà trở lại cái nguồn gốc của nước biển nó là gì? Thực sự ra nước biển nó là nước muối quý vị ạ. Nó chỉ là nước và muối. Trong đó đại khái là dễ hiểu là nó sẽ có là 0.9% lượng muối ở trong một cái lít nước. Tức là nó dễ hiểu là mình bỏ một cái lít nước rồi mình bỏ vô khoảng chừng nửa muỗng muối. Đó là nước biển. Chứ không có gì trong đó hết. Zero. Tức là nó là nước muối. Thì cái người mà sáng chế ra nước biển gọi là tìm hiểu cái nước biển đầu tiên đó là cái ông gọi là ông tên là ông Sydney. Và một người khác tên là Latta, L-A-T-T-A. Đó là hai bác sĩ ở bên, một người là bác sĩ người Anh và một người bác sĩ là người Ái Mi Lan. Thì vào khoảng năm 1832, khi mà bên đó họ có những cái trận dịch mà dịch tả hoành hành, thì có rất là nhiều người bệnh nhân họ bị chết. Khi mà họ bị chết là vì họ, bị đi kiết lỵ. Họ bị tháo nước ra ngoài và họ bị mất nước rất là nhiều. Thì hai vị bác sĩ này ngồi nghĩ rằng kế là nếu mà mất nước thì phải có một cách gì để mà truyền nước vào trong cái hệ thống mạch máu một cách nhanh. Vì nếu mà bệnh nhân họ không uống nước được, họ ói mửa thì bây giờ làm sao phải truyền nước vào. Thì họ mới nghĩ ra là
họ nếm thử máu thấy là cũng hơi mặn mặn, theo đoán chừng thì khoảng chừng đó thì họ mới lấy một chút muối và trộn vào trong trong nước uống và truyền vào trong máu cho bệnh nhân. Và thực sự nhờ cái phương cách đó họ đã cứu được là cả hàng trăm người, hàng trăm ngàn người bị đáng lẽ chết vì dịch tả thời đó. Rồi tới khoảng chừng vài chục năm sau thì có một người bác sĩ khác gọi là người Đan Mạch, tên là ông này tên là Hamburger, giống như là McDonald's Hamburger, thì ông ấy nghiên cứu một chút xíu ra và ông nói là đúng là cái nồng độ của máu nó khoảng là 0.9% nồng độ muối của máu. Vì đó thì từ đó người ta mới gọi là định chuẩn chút xíu, tức là nó cái lượng muối trong cái nước lạnh đó nó phải là 0.9%, thì đó là nước biển. Vì nó mà mặn chút xíu cho nên đó là tại sao người ta đặt tên là nước biển, là vì cái nó dịch nghĩa từ cái chữ gọi là saline, chữ say L-A-L-I-N-E, chữ say đó là S-A-L, đó là salt, đó là muối đó, tức nói trắng ra là nước muối. Ok, mình dịch ra là nước biển. Rồi trong có khi quý vị đọc tiếng Anh người ta nghe hay nói là chữ normal saline, tại sao có chữ normal? Chữ normal nó có nghĩa là bình thường, có nghĩa là giống như cái nồng độ máu bình thường đó, thành ra cái dịch là cái chữ là nước biển, cho nó cũng chẳng có gì hết, nó là nước muối. Ok, một vài cái gọi là một vài gọi là nước để truyền vào máu, sau này người ta mới nghĩ ra nó gọi là tinh vi hơn chút xíu, thì kế đến nó gọi là nó cũng thuộc vào cái diện gọi là nước biển nhưng nó hơi tinh vi hơn chút xíu. Thì một cái người khác đó là ông bác sĩ tên là Ringer, R-I-N-G-E-R, giống như là cái chuông reo đó, gọi là Ringer. Thì ông này ông mới nghĩ là ông nói như vậy thì nước biển như vậy là nước muối thì quá đơn giản như người ta đang giỡn vậy, cho nên ông mới tìm hiểu chút xíu, thì ông phân tách ra là nước muối là gì. Nước muối trong đó nó có gọi là cái ion sodium, tức là mình gọi là natri đó, rồi cái ion khác là chloride, tức là công thức hóa học là NaCl đó. Thì ông nghĩ rằng là có khi rằng là khi mình trộn muối như vậy thì chưa chắc nó đã đúng với là cái nồng độ của máu, cho nên thì ông này ông mới phân tách ra, thì ông mới tạo ra cái nước gọi là Ringer. Thì trong đó ông tính theo cái nồng độ của hai cái ion gọi là sodium và chloride thay vì là nồng độ của muối nói chung, thì nó hơi chính xác hơn một chút xíu. Và cái nước đó sau này người ta đặt tên là Ringer theo cái tên của ông ta. Wow. Thì nó hơi tinh vi một chút xíu. Thì tới gần đây khoảng trong vòng nghĩa là khoảng chừng 50 năm gần đây, tuy là nói là gần đây nhưng cũng đã 50 năm rồi, thì người ta mới tạo ra một cái loại nước khác nữa, người ta gọi là crystalloid. Thì trên chữ crystal nó có cái là muối khoáng, thì trên lý thuyết là hai cái loại nước biển kia đó gọi là nước muối và nước Ringer đó thì cũng gọi là crystal vì là muối khoáng. Nhưng mà cái loại thứ ba thì nó tinh vi hơn một chút xíu, là người ta cộng hết tất cả những loại muối khoáng mà có trong máu, và có khi người ta cũng thêm vào những gọi là những cái chất gọi là nó nhân tạo chút xíu, nó gọi là synthetic, nó không phải là loại mà gọi là có trong tự nhiên, nhưng mà cái chất đó nó có tác dụng là nó giữ được cái áp suất máu, tức là khi nó dùng cho những trường hợp đặc biệt là bệnh nhân họ mất máu nhiều quá và cái áp suất nó giảm, thì khi người ta đưa những cái nước biển đặc biệt này vào đó thì nó cân bằng được cái áp suất máu. Đó là lý do tại sao nó có cái loại thứ ba. Ok. Thế thì bây giờ quý vị nghĩ là truyền nước biển nó có an toàn hay không? Nhưng có an toàn hay không, và tại sao mà cứ truyền nước biển vô là khỏe? Ok. Nó như thế này, cái lý do tại sao thực sự nó có khác, tại sao mình nghĩ rằng là nó khỏe, là vì thứ nhất là dĩ nhiên là khi mình truyền nước biển vào thì mình có thêm nước trong đó, thì mình có cảm giác là mình khỏe là đúng. Cái thứ nhì nữa là nó có tính cách là người ta hay nói là khi mình tin nó khỏe thì nó khỏe. Nó chỉ có thế thôi. Chứ còn thực sự khi mình truyền một cái bịch nước biển như vậy thì nó chỉ tương đương là uống một ly đá chanh hay là một chút gọi là chanh muối. Vậy thôi chứ nó có gì khác hết. Đó. Ok. Thành ra nhưng mà cái khi mình truyền nước biển như vậy đó thì nó có an toàn hay không? Thì thực sự ra những nghiên cứu mới nó cho biết là không có an toàn. Ngay cả nhất nước biển mà bây giờ dùng trong bệnh viện, những cái nghiên cứu trong vòng 10 năm vừa rồi, người ta thấy là trong những cái phòng gọi là mình ICU, là những người mà vô mà gọi là phải đặt ống này nọ đó, thì người ta theo thống kê trong 10 năm vừa rồi thì những bệnh nhân nào mà được truyền cái loại nước biển gọi là cổ điển, tức loại nước biển mà gọi là chỉ có mức nước muối đó, thì cái tỷ lệ tử vong đó nó tăng lên
1% so với lại khi mà dùng những loại nước biển khác, tức loại nước biển Ringer và loại nước biển gọi là Crystalloid. Cho nên gần đây, trong vòng vài năm vừa rồi, theo những cái nghiên cứu mới, người ta có khuynh hướng là người ta tránh dùng những loại nước biển mà gọi là chỉ là nước muối. Là vì tại sao như vậy? Là khi mình dùng nước muối nhưng mà nói khi nồng độ nó không đúng lắm thì cơ thể nó phải giải độc, cơ thể mình nó phải tìm cách nó cân bằng cái nồng độ muối, thì cái thận của mình nó phải làm việc nhiều hơn. Cái chuyện thứ nhì là khi mình truyền nước biển mà mình không cần thiết trong nước, trong lượng máu, gọi là lượng nước trong người mình nó không thực sự nó thiếu nước, cũng vậy, nước thận, cái gọi là trái thận mình nó cần phải thải những cái nước dư ra ngoài thì nó làm việc nhiều hơn. Thì lâu lâu làm như vậy thường xuyên thì nó không đúng lắm, thì nó làm cho mình dễ bị suy thận. Vâng, thưa quý vị, vì thế cho nên mà quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Quý vị ở Việt Nam mà Vân Anh thấy là ngay tại Hoa Kỳ luôn, quý vị cũng đừng có nên lạm dụng nước biển. Tại vì Vân Anh thấy hiện tại ở Hoa Kỳ cũng có những người, chính người bạn của Vân Anh thôi, nói là đi bác sĩ để vô một bịch nước biển để thấy khỏe. Thì quý vị cũng nên cẩn thận, tại vì như là bác sĩ Hồ Ngọc Minh cho biết là nó cũng không có thần diệu giống như vậy đâu. Và đôi khi nếu mà chúng ta cứ lạm dụng như vậy thì còn có hại cho sức khỏe nữa. Vâng, ở đây chúng ta nhân nói chuyện đến nước biển và nước uống thì chúng ta có mở ngoặc một hai câu chuyện nó có thú vị một chút xíu. Đó là quý vị biết rằng là quý vị ra ngoài chợ, siêu thị, quý vị thấy là bán nhãn nhãn cho loại thuốc gọi là nước uống gọi là Gatorade. Thì cái nguồn gốc của cái nước Gatorade đó là như thế nào? Thực sự chính nó là nước biển, thưa quý vị. Okay. Tức là vào khoảng năm 1966, ở cái trường đại học University of Florida, tức là ở đó nó có một cái đội banh. Quý vị bây giờ cũng, nếu mà quý vị nào ghiền coi football đó, quý vị sẽ thấy nó vẫn còn rất là nổi tiếng. Đó là cái đội banh Gator, nó dùng cái danh hiệu là Gator là con cá sấu đó. Thì cái đội banh ở đó thì khi mà họ, những cái người mà sinh viên mà lực sĩ họ đi đánh banh đó, thì họ bị xuất mồ hôi và họ mất nước rất nhiều. Mà cái lý do mà khi họ mất nước thì họ sẽ mất theo muối nữa. Mất muối đó thì cái bắp thịt nó sụi đi, nó làm người ta dễ bị yếu hơn, mau mệt hơn. Thì một số những người bác sĩ mà của họ đi ghiền, đi coi đánh banh đó, họ mới thấy như vậy, theo để ý, nếu như vậy thì không lý là đà cổ mấy ông cầu thủ đá banh này ra truyền nước biển. Right? Ông khỏe mà đâu cần phải truyền nước biển. Thì người ta mới, ông mới nghĩ kế, thôi cho uống nước biển. Thế là ông mới lấy cái nước gọi là nước Ringer đó, thưa quý vị, tức loại nước biển mà gọi là chính xác hơn cái loại một đó. Thì ông ta mới dùng cái nước đó và các ông này mới trộn vô một chút nước cam, trộn thêm một chút sinh tố vitamin và nó trở thành là cái loại nước mà bây giờ bán ngoài chợ quý vị thường thấy, nó gọi là Gatorade. Thì nói trắng ra nó là nước biển. Thành ra nếu mà quý vị nào mà thấy mà hơi yếu chút xíu thì cũng chẳng cần đến việc ra ngoài mua một chai Gatorade về uống. Ok, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, ở Việt Nam chúng ta có một loại nước nó rất là tốt, thực sự nó còn tốt hơn cả Gatorade, nó tốt hơn nước biển rất là nhiều. Nó hơi na ná giống như loại nước biển thứ ba, tức là gọi là Crystalloid. Ok, là vì nó có tất cả những cái khoáng chất và nó có gọi là những cái gọi là chất phụ phẩm trong đó, và nó tương đương giống như là đường máu, gọi là cái nước huyết thanh, cái máu của mình nhiều nhất. Quý vị biết nước đó là nước gì không? Dạ không, Vân Anh không biết. Nước dừa tươi. Oh, nước dừa tươi. Wow. À, thành ra thực sự nước dừa tươi vừa ngon mà vừa tốt nhất. Vừa ngon mà lại vừa là một loại nước biển tốt. Đúng, nữa quý vị. Vì trong đó nó có đường này, nó có muối này, rồi nó có cả những chất khoáng mà chỉ có ở trong máu mà thôi, tương đương như là huyết thanh trong máu của mình. Ok. Đó. Thành ra cái nước dừa tươi đó, một cái giai thoại tôi đọc ở đâu đó được kể là trong thời gian gọi là chiến tranh Việt Nam, khi mà cái gọi là cuộc chiến rất là khốc liệt, có khi là thương binh họ bị thương và họ rất là thiếu nước biển, thì kẹt lắm, thì những người mà y sĩ ngoài mặt trận đó thì họ phải dùng nước dừa tươi. Wow, để truyền vào máu. Hay quá quý vị ha. Thưa quý vị, thành ra đó là một, tức là lấy nước dừa truyền vào thay vì truyền nước biển hả bác sĩ? Wow. Thì vẫn có thể cứu được một nạn nhân, phải không? Yeah. Right. Thì lúc mà cần thiết thì quý vị biết rồi, ở ngoài chiến trường, ngoài mặt trận thì là những cái đó sẽ cứu được một cái người bệnh nhân. Yeah. Right.
dĩ nhiên là có khi là nó không có được sạch lắm, nhưng cái chuyện đó tính sau, phải không? Cứu người trước cái đã. Yeah. Right. Đúng rồi. Thì đó thưa quý vị, thành ra để một cái nói một cái tóm tắt tức là cái thứ nhất là nước biển nó rất là đơn giản, có khi nó, nhưng mà chúng ta không nên giỡn với nó, không nên đùa giỡn với nó. Tức là nó cũng có thể là tạo ra những gọi là cái phản ứng phụ, những cái nguy hại cho cơ thể không cần thiết. Và cái nước biển vì nó rất là đơn giản cho nên mình có thể, khi mà chúng ta còn có thể uống được, có thể ăn được, thì chúng ta nên sử dụng những loại nước khác, thay vì mà chúng ta nói là mệt mệt chút xíu là truyền nước biển. Khi nào chỉ truyền nước biển, nói thật, bệnh nhân khi nào họ nằm trong bệnh viện á, cực chẳng đã mới là truyền nước biển, chứ không ai muốn là nước biển trao lủng lẳng rồi là truyền vào trong tay mình hết. Vâng thưa quý vị, và đó là chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.